Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi mới nữa, đó là chiếc đàn piano hình con bò nha các bạn. Ở đây nó có tên là Cow Piano nha. Thì chiếc đàn piano này nó sử dụng pin và nó có rất là nhiều chức năng nha. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra cho các bạn xem. Này, nó được thiết kế là hình một chú bò nha các bạn. Chú bò này, cái đàn chú bò này có thể dựng đứng lên luôn nha. Thì trên đây mình có thấy có thiết kế là một con ếch nè, con dê, con chó, một con vịt, một con bò và một hình một cô bé. Chú bò này đang cười rất là tươi. Thì mình thấy độ hoàn thiện của nhựa sản xuất cái sản phẩm này rất là đẹp nha các bạn. Ở đây thì mình thấy có một bóng đèn, ở đây cũng có bóng đèn luôn. Và đây là có 8 nốt nhạc. Đồ Re Mi Fa Sol La Si Do được làm từ những màu sắc khác nhau, nhìn rất là bắt mắt nha. Đánh số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y. Thì kích thước của chiếc đàn này cũng là khá là to nha các bạn, bự hơn bàn tay chắc bằng rưỡi. Ở đây là phần để pin, có nút công tắc nguồn. Bây giờ mình sẽ lắp pin cho cái đàn này nhé các bạn. Như mình thấy thì cái nắp pin này có thể là ba cục pin nha các bạn. Rồi mình sẽ lắp pin vào. Rồi đây là nút on off nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm on off. Mình mới phát hiện ra cái chiếc mũi của con bò này có thể nhấn vào được nha các bạn. Mỗi lần mình nhấn thì hai cái led ở mắt và lưỡi đuôi nó sẽ sáng và nó sẽ kêu ông bò nha. Kêu rất là giống. Bây giờ mình sẽ ấn thử mấy cái phím đàn. Mình hiểu rồi, thì cái mũi của chú bò này là có thể chuyển từ những cái bàn phím này là khi mình ấn nó sẽ là một nốt nhạc thôi, như đồ Re Mi Fa Sol La Si Do. Còn khi mà mình ấn lần thứ hai thì mình nhấn cái này nó sẽ ra một bài nhạc. Bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi bây giờ là rồi, đây mỗi cái là một nốt nhạc. Mình sẽ thử ấn thử hình mấy con này thử kì. Bây giờ nó chuyển thành tiếng động vật, tiếng con ếch. Nó không có bài nhạc kèm theo nha. Cái này là con dê, chó. Hình em bé cười. Xong. Rồi thì mình nhấn cái phím ở dưới đây. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn là một lần nữa. Mỗi lần mình ấn này sẽ nó ra một cái điệu nhạc khác nha các bạn. Cái này giống như là cái công tắc chuyển vậy, mỗi lần mà mình nhấn đây thì có thể là chơi từng phím nhạc hoặc là nó có riêng từng một bài nhạc. Còn trên đây thì có thể là tiếng của những cái con vật này và chuyển qua một lần nữa thì nó sẽ kèm thêm một bài hát. Thì mình thấy âm thanh của chiếc đàn piano con bò này rất lớn và rất là hay nha các bạn. Nó có nhiều chức năng, nhiều chế độ chơi nữa. Chiếc đàn này giá cũng khá là hạt rẻ nha các bạn. Nếu mà bạn nào thấy yêu thích cái mẫu đàn piano con bò này thì hãy comment thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới cho mình biết. Mình sẽ ship tận nhà cho các bạn nha.
Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye!